chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu cho cả nhà bốn con máy khoan chuyên dùng của Bosch. Trong đây nó sẽ có một con là 2-24, 2-26 và hai con là 3-28. Rồi bây giờ em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem tình trạng bốn con máy này. Bốn con máy này là hàng nội địa Nhật đã em lên điện 220V. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu từng con này, từng cái này ha. Đầu tiên là con máy khoan chuyên dùng của Bosch có model là GPH2-24DSE, là hàng nội địa Nhật đã lên điện 220V, có công suất là 620W. Được rồi, thì con này nó là sử dụng là 3 chức năng ha, khoan sắt là 13mm, khoan bê tông là 24mm đó, và có chế độ đục bê tông, và cân nặng của một con máy này là 2,8 kg ạ. Rồi em test máy luôn ạ. Đục bê tông. Khi mà đục bớ này khoan á, là cái nhà nhớ là chiều đúng của nó nha. Đó. Và em sẽ đục bê tông. Nhớ là vừa khoan một lúc xong rồi rút ra để là phôi cát nó ra, xong rồi lại khoan tiếp nha. Đừng cố khoan, nó sẽ nóng mũi khoan và nó sẽ rồi gồng máy, tải máy đó, không tốt cho máy nha, của bền tại người. Rồi tiếp tục là đục bê tông. Con đầu tiên này về có thùng đựng nha, và mã model là GPH2-24DSE, điện 220V đã lên, công suất là 620W, cân nặng là 2,8 kg một con máy. Và em bán cho cái nhà con này giá là 2.000.000 đồng cộng với phí vận chuyển, nếu chuyển khoản thanh toán luôn thì bên em sẽ bao ship ạ. Con máy mới phải hơn 90% ạ. Con 2-24 này là hàng của Made in Germany. Tiếp theo là con Bosch chuyên dùng của
có mã model là GBH2-26 GE, cũng là made in Germany sản xuất ha. Và cân nặng của máy là 2,8 kg. Cái này thì nó là hai chức năng, và cái này là về rất là mới nha nha, rất mới. Và khoan sắt là 13, khoan bê tông là lên tới 26 ha. Đó, có đảo chiều, và con kia cũng có đảo chiều nha. Con này thì có công suất mạnh lên tới 800W nha nha, 800W. Khoan đảo chiều, khoan bê tông, đảo chiều, được rồi, bây giờ anh khoan ạ. Khoan thôi, đó là em test cái khoan cho cả nhà. Và con này em bán cho cả nhà với giá là 2 triệu đồng nha cả nhà. GBH2-26 rồi em, đó, rất đẹp. Và những con này là siêu mạnh ha, có gọi chống rung đó, 3-28 là có chống rung nha, đó đây cầm. Và con này có mã model là GBH3-28DGE, có đảo chiều nha nha. Và ba chức năng, khoan sắt là 13, khoan bê tông lên tới lỗ là 28 đó, đục bê tông. Và cân nặng của con máy này á là 3,5 kg nha. GBH3-28DGE đó, em bán cho cả nhà với giá là 2.300.000 đồng cộng với phí vận chuyển, nếu chuyển khoản thanh toán luôn thì bên em sẽ bao ship ạ. Tiếp theo là con
cũng là con cuối cùng trong lô của bài này. Đó, cũng là 3-28 em của em. Con số thì giống nhau. Và khoan sắt là 13. Khoan lỗ bê tông lớn tới mũi là 28. Đục bê tông. Cân nặng máy cũng là 3,5 kg. Giá cũng là 2.300.000 đồng cộng với phí vận chuyển, nếu chuyển khoản thanh toán luôn thì bên em sẽ bao ship hai con 3-28 này là Martin gia băng đó, vì cái tem của nó là chữ Nhật không nha, đó phải in gia băng sản xuất. Hai cái sử dụng với một trong bốn con máy này thì liên hệ em. Cảm ơn cả nhà đã xem qua video.